Chúng ta mở cái admin layout, thay thế cái phần danh sách bài viết thành cái href của nó thành cái route pod.list ở đây. Không nhớ? Ngồi ngoáy mũi. Khổ. Rồi, thì bây giờ chúng ta tạo ra một controller. Thì PHP artisan make controller cách admin sược post controller. Rồi xong, tạo xong. Tạo đi các bạn, tạo đi. Được chưa? Xong rồi nhỉ? Chúng ta tiếp tục mở cái post controller ra. Controller admin post controller đi copy lại cái hàm public index ở đây. Public index request tương vào trong này. Và chúng ta thay cái kết này bằng cái post, thay cho category repository tí nữa chúng ta thay bằng bằng cái gì ta? Bằng cái post repository cũng get all các thứ kiểu đẩy xuống. Thì ở trong này chúng ta tạo ra thêm một cái repository nữa. Đây, ở đây. Thấy chưa? Các bạn copy xong chưa? Copy xong cứ paste vứt đấy đã. Sau đó chúng ta sinh ra một cái file mới là post repository.php. Sau đó chúng ta sẽ đi copy lại toàn bộ cái mớ này, vứt sang và chúng ta sẽ sửa dần. App repository log model category, tôi sinh ra thêm cái model post nữa. Request thì ở đây tôi sửa tiếp thành post repository cũng get all như đúng rồi. Chúng ta cũng nhận input keyword request input keyword các thứ các kiểu cũng paste sai. Ở đây chúng ta sẽ nhận là cái đoạn dưới này này, get list chúng ta sẽ sửa thành post list là bằng post where. Đây là bài viết thì tiêu đề bài viết ở trong DB của tôi là cột title đúng không? Tôi sửa thành cột title. Like keyword paste sai. Phía dưới này chúng ta sẽ sửa return cái get list thành post list. Sửa lại cái hàm get all. Con đoạn ở dưới tạm thời chúng ta xóa đi. Tí nữa chúng ta dùng đến đâu chúng ta copy đến đấy.
đẩy code lên nhá. Đây phần này. Xong chưa? Đã cứu được chưa lấy? Tôi clone code mới về đi. Tôi đẩy code lên rồi nha, các bạn có thể copy cái hàm ở cái post repository của tôi. Lấy về cho nó nhanh. Ở đây chúng ta có cái phần thay bộ cái phần post list thành và post class where. Ở dưới này chúng ta cũng return hai cái post list. Một trong hai trường hợp. Tiếp theo tôi copy cái thằng này, đẩy xuống post controller thì tôi sẽ gọi đến cái use app sược repository sược post repository. Và đây tôi thay thế cái category repository bằng post repository get all. Và tôi sửa luôn cái biến này ở phía dưới. Thay thế luôn. Thế là chúng ta đã gần hoàn thiện xong cái màn hình list bài viết rồi đấy. Nhìn thế đấy, nó lù lù trước mặt đây bằng post. Biết là có post model chưa? Biết có rồi đây, có post model rồi. Nhớ update cho tôi cái view thành post list chứ không phải là kết list nữa đâu nhá. Xong nhá.
sửa cái mà hồi làm gì mà lâu ấy. Xong chưa? Rồi. Tiếp theo có cái giao diện này chưa? Có cái view này chưa? Chưa. Làm gì đâu có đâu. Mở phần research này ra này, admin này. Chưa có chấm, chưa có thằng nào là post đúng không? Vậy chúng ta phải tạo nó ra, tạo thư mục là post. Và tôi copy cái list này. Copy paste vào đây. Paste list blade. Được chưa? Paste xuống. Và chúng ta tiến hành update nó. Paste size vẫn như cũ. Round, kết list, các thứ kệ nó thôi. Đây chúng ta có round, để nguyên cái round đấy nhá, không ai động chạm vào nó, kệ nó, không vấn đề gì cả. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần search này, phần keyword này. Ở phía dưới chúng ta có thêm là cái for x của kết này đúng không? Thì thay cho cái kết này chúng ta sẽ có thay cho nó bằng cái post. Cái biến chúng ta truyền ra ngoài ấy, ở cái controller. Đây là biến post đúng không? Thì copy nó ở ngoài này chúng ta thay nó bằng cái post element. Chúng ta chưa động chạm gì cả, thay mỗi cái phần này thôi. Thay mỗi cái phần này là post element. Sau đó vẫn có thăng. Có thêm sửa lại cái này thành title. Title. Đây phần này là image. Chúng ta set cho nó một cái ảnh, set cho nó một cái width bằng 70 pixel. Không thì ảnh trước. Ảnh trước chữ sau đi. Ảnh trước chữ sau. Sau đó ở dưới này chúng ta sẽ có cái element đầu tiên là hiển thị ra cái gì? Cái ảnh đúng không? Cái ảnh thì chúng ta có ảnh không? Trong bảng post. Post đâu nhỉ? Post này. Ồ không có ảnh không ạ? Không có ảnh à? Không ảnh thì thêm ảnh vào. Chúng ta không có ảnh nhá. Bây giờ chúng ta tiến hành thêm cái ảnh vào. PHP artisan make migrate migration enter table post add image column. Trừ table bằng post. Nếu chúng ta đã làm migrate rồi thì chúng ta cứ thêm sửa xóa bất kỳ cái gì cũng bằng migrate luôn. Rồi giờ xong thì xong chưa? Xong phần này chưa? Chúng ta mở code ra chúng ta sẽ tìm thấy cái phần ở trong phần database migration này có thêm một cái enter table này nữa đúng không? Bây giờ chúng ta trỏ đến luôn ở trong này sẽ là table này, cột này là cột ba cha à, string có cái
Text là image, độ dài là 500. Nhớ nhá, nhét thêm cho tôi cái độ dài vào. Bởi vì sau này chẳng may có thằng dở người nó up cái ảnh tên dài ngoằng ra thì chúng ta còn có chỗ để mà lưu trữ tên nó. Default, để tôi coi xem cái default là lorem pixel. Nhớ default này, chờ tí tôi kiếm cái lorem pixel đã. Mạng chậm thế. Copy cái link này. Default bằng string là lorem pixel 400-200. Và ở dưới drop down thì chúng ta xóa cái phần này đi. Down thì không có gì cả. Sau đó chạy migrate. Đây. Thêm cái cột là cột image. Độ dài 500. Có default là lorem pixel G400. Chúng ta vào lorempixel.com. Copy cho nó nhanh, đỡ phải khổ. Thì cái lorempixel mỗi lần nó chạy return cho chúng ta một cái ảnh. Ảnh ngẫu nhiên. Đây là một kênh giúp chúng ta có thể là làm demo cũng ổn. Được chưa? Sau đó là migrate thôi. PHP artisan migrate. Xong rồi. Rồi chúng ta ngó qua xem là cái post của chúng ta có gì thay đổi không. Design. Refresh. Đây có thêm cái image. Default value bằng cái này đúng không? Sau đó là chúng ta sẽ tiến hành vào cái mở cái bảng post này ra. Sao không thấy gì ta? Refresh này. Đấy, tất cả mọi thằng này sẽ đều có cái lorem pixel. Tự động nó sẽ có thêm cột image và giá trị mặc định là lorem pixel. Thì cái lorem pixel này chúng ta check nó bằng cách là vào trong này. Phết xuống enter. Quả sao không có gì? Sao bọn lorem pixel này bị lỗi à? Sao g lại không có gì nhỉ? Ồ, 7. 7 thật. Đây, chúng ta làm lại. Chúng ta sẽ tiến hành xóa cái này đi. Tiến hành xóa cái cột. Tiến hành xóa cột image đi. Xóa cột image đi. Xóa cột image này. Sau đó xếp xuống này. Tiếp theo chúng ta vào trong cái migration. Chúng ta xóa nốt cái bản ghi số 11. Cuối cùng chúng ta đi là alter table này. Xóa luôn. Delete row. Và chạy lại migrate. Nhớ phải thay đổi cái này xuống bằng sược 400-200 nhé. Xong rồi với xếp xuống bắt đầu thực hiện migrate lại. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có cái cột mặc định của thằng post ấy.
nó sẽ có thêm cái lorem pixel 400 200. Giờ chúng ta copy ra, chúng ta test. Đấy, mỗi lần nó ra một cái ảnh linh tinh cho chúng ta. Được chưa? Xong với migrate lại dữ liệu để có ảnh. Tiếp theo thì quay trở lại với cái xong chưa nhỉ các bạn, xong chưa? Quay trở lại với cái list blade của phần post. Thì chúng ta cái đầu tiên là cái index rồi, cái thứ hai là cái image. Nhưng mà cái này cần phải đặt ở trong cái thẻ là thẻ IMG. Đấy, IMG. Có cái src nó bằng cái element trỏ đến image. Tiếp theo là đến element trỏ đến title. Tiếp theo nữa tôi muốn lấy ra cái tên của cái category name, tên của cái danh sách, cái danh mục mà nó thuộc về. Tôi cứ tạm thời tôi để đây nó là element trỏ đến get id. Vứt đấy đã. Còn lại kệ. Để cho xếp xuống. Nó thay cái này thành post luôn. Kết link thành post link. Xem còn cái gì liên quan đến kết không. Website vào. Ok, route này thì không sao. Route thì chúng ta sửa. Để hiển thị ra dữ liệu đã. Admin log not found, cái này ở đâu? Post controller thiếu cái log. Rồi. Rồi, sau 70 pixel nó lại to vật này. Đang thắc mắc đây. Không được, hỏi thằng này nó không theo. Nó không theo cái TH này.
Không phải. Theo logic cụ đúng của HTML ấy, thì cái thằng head này có độ rộng là bao nhiêu thì tất cả những thằng con, thằng T3D ở phía dưới ấy, nó phải theo. Thì đây này, chúng ta thiếu cái class là img có width bằng 100%. Thiếu cái thằng này. Cho nên là nó sẽ bị cái tình trạng nó bung hết không ạ? Thì chúng ta có thể fix được cái thằng này bằng cách là chúng ta sửa cái file CSS để tôi coi lại xem là cái file admin blade của chúng ta nó có cái file CSS chung nào không. File CSS custom admin, chúng ta có cái file custom admin nằm ở trong asset CSS custom admin.css. Chúng ta có thư mục public. Asset này có cái CSS custom admin. Chúng ta sẽ có thể thêm vào đây là một cái thẻ, một cái selector nữa là img có width bằng 100% chấm than important, nhét nó vào đây. Bây giờ chúng ta refresh lại nó sẽ được. Úi giỏi rồi, lỗi bố rồi. Để tôi coi thằng này là vấn đề là gì. Bỏ important để đi xem có vấn đề gì không. Rồi, bỏ important đi nhá. Width bằng 100% là được rồi. Ở trong cái file custom admin thêm cho tôi cái img với width bằng 100% thì nó sẽ theo cái chiều rộng của thằng th ở phía trên, nó set là bao nhiêu thì nó sẽ phải theo bấy nhiêu đấy thôi. Xong kia đang làm gì ấy, cài lại win à? Sao dại thế, copy cái thư mục vendor từ bên kia về sang. Thế sao mà nó không chạy được? Chả lắm. À, Tú hôm nay không đi học à? Chính. Đẩy cốt lên nha. Ngồi xem đến cuối buổi kéo về thể đúng không? Bảo rồi không phải mệt vào, tạo pull request mệt vào. Sao mới biết mình đúng sai ở đâu được. Đâu nhỉ, cái list blade. Đây, chúng ta đang có cái này đúng không? Nhưng chúng ta để thấy cái mấy cái mớ này có kết name, category name bằng 1 này, xem có thằng nào khác không. Sao nó bằng 1 hết nhỉ? Sao lại bằng 1 hết này? Trước tôi để random mà. Thế à? À. Ra vậy. Tưởng mình để random rồi. Chẳng sao. Thì ra bây giờ cái tôi sửa luôn cái kết name này. Cái kết name thì bây giờ chúng ta rất là dễ. Là làm giống cái model category thôi. Model của chúng ta đang có là post đúng không? Ở đâu? Nó có cái hàm category. Post có category này, belong to này. Cái này hay. Tôi thử với nhá. Post get ID thay bằng category cho đến name hay get name nhỉ? Được rồi. Category có cột là gì? Kết gạch dưới name.
Đấy, ra hết sau hội ngày chúng ta có sẵn rồi, không phải làm gì thêm nữa cả. Chỉ đơn giản là ở đây chúng ta có element cho đến category, cho đến get name là sẽ lấy ra được cái tên của cái thư mục, là cái danh mục trang. Thế thôi. Tiếp theo làm xóa thôi, làm xóa cho nó nhanh. Đây là post remove id bằng element id, đúng không? Thì chúng ta tiến hành lại duplicate một cái hàm nào đấy ở trong cái mớ này lên và lại bắt đầu từ round public này, resource này, round admin này. Nó có cái hàm delete tôi nhận ở đây, remove, copy remove, paste xuống dưới. Đây là post remove id, chuyển thành post remove. Các bạn cứ làm tuần tự thôi, tí nó đến phần update, phần insert với lại update thì chúng ta sẽ có hơi khác một chút, à khác cũng nhiều chút đấy, không phải một chút đâu. Nó có thêm phần upload ảnh lên nữa. Được chưa? Bây giờ đi lại đi copy cái remove ở trong category. Đây, remove, hàm remove. Paste sang phần post này. Begin get class, đây là chuyển thành post repository. Destroy id, redirect sang post lead. Còn không thì return error. Và ở trong cái hàm category này chúng ta có cái hàm destroy. Copy luôn, về sang post repository. Và ở đây chúng ta thay cái category bằng cái post file, log liếc các thứ các kiểu. Ở dưới này sau đó là model trở đến delete. Kết quả như nhau. Chúng ta test luôn. Remove đúng không? Bay luôn. Thế là xong cái chức năng xóa. Bây giờ chúng ta chỉ clone nó thôi, làm cực kỳ nhanh. Các bạn có cần giúp đỡ gì không? Cần thời gian hay là cần giúp đỡ gì thì bảo luôn. Bởi vì phần này chúng ta hầu hết là chỉ tạm thời là mới, đến bây giờ là chỉ mới sửa, copy và sửa lại, chưa có gì mới cả. Nên tôi muốn làm nhanh nhanh một chút để chúng ta sẽ làm đến phần upload file cũng như là làm về phần editor ở trong cái phần viết bài. Buổi hả? Cứ để chúng nó ngâm đi, mỗi người một cách học khác nhau.
Cần giúp gì không? Chết thì đoạn áo rồi. Thank you.
cái OKR hoặc là muốn bố thì họ đã. Truyền là có cả một sai cái đó là một cái đầu tôi
Of course.
Thank you.
mô hình như không có cái gì đó. Ok, đúng không? Đó, bắt đầu thì đào đầu ra. Thì cái hàng kia chạy đúng, nhưng mà dữ liệu không có. Cho nên là lỗi chuẩn bị vào Thank you.
Thank you.
chính mình dùng sẵn rồi. Tiếp tục chúng ta đến với phần tạo một cái bài viết mới. Thì chúng ta lại quay về với cái phần round. Create copy. Bên dưới. Post controller create. Sau đó thì sao? Decopy cho tôi về cái category controller, nó sẽ có một cái hàm là create, chúng ta cũng decopy về. Chẳng khác gì. Chúng ta khác mỗi cái module là bằng new post listgate. ListGate thì chúng ta cũng bằng category own nhá. ListGate sẽ bằng get option ListGate luôn. Không khác gì tí nào. Sau đó chúng ta truyền cái module và ListGate ra ngoài, sửa cái này thành post form. Giống EasyGate. Chỗ nào? 28. Tại sao lại là post? Một bài viết phải thuộc một danh mục nào chứ? Có hiểu vấn đề không? Thế tại sao lại sửa thành post? Mình hỏi xong, thế tại sao lại là post, hai đứa quay ra cuộc nói chuyện với nhau bơ mình luôn. Thế không à? Thua chị em nhà này luôn, sợ thật. Xong chưa? Tiếp theo thì sao? Lại đi copy. Mở phần research. Nó có cái form ở trong kết đấy, copy. Copy và paste sang phần post. Xong. Paste sang. Bây giờ làm sao? Ở trong này chúng ta từ từ đã, ở cái list của post nhá. Thì chúng ta sẽ có một cái phần là kết list act form action là ở đâu, sao lại ở đây nhỉ? List này. Form action bằng post lead nha, post lead. Và ở phía dưới chúng ta có một cái phần là post create. Còn kết post
update thì chúng ta chưa có, chúng ta để nguyên đấy. Chúng ta sửa lại cho mấy tôi mấy cái route để chúng ta có cái đường dẫn đúng đẩy sang. Post list ở trên đầu của form này. Tiếp theo ở phần phía dưới chúng ta có post create sửa lại để cho nó ra được cái đường dẫn sang cái form này. Bây giờ chúng ta mới sò đến cái form. Cái form này thì chúng ta phải để nó là con SM bằng 12. Bắt buộc phải nó phải là full màn hình chứ không chúng ta không đủ chỗ để viết. Chúng ta vẫn có CSRF field, vẫn có hidden name bằng model trở đến ID. Cái gì đấy? Thấy sướng không? Chúng ta có label for title. Đây là title. ID bằng title luôn. Một cái input ngay phía dưới. Time tag O là bằng title, model cho đến title. Name bằng title luôn. Toàn bộ đều là title. Một cái tech danger first cũng title. Vứt vào đấy luôn. Nhiều phết đấy chứ. Tiếp theo là chúng ta đến kết parent. Chúng ta mặc nó đi, cái ID này để thế cũng được. Chúng ta có đây là category. Name của cái select này sẽ là kết gạch dưới ID. Class vẫn là form control. Có list case add key value, chúng ta giữ nguyên cái mớ này. Khác cái là model ở đây có cái parent gạch dưới ID, chúng ta sửa thành case gạch dưới ID bằng key thì selected. Còn lại thì thôi kệ. Tí nữa chúng ta xây dựng tiếp cái màn hình. Chưa dừng lại ở đây được. Còn rất là nhiều field ở trong cái phần thêm mới về cái danh về cái sản bài viết này. Cho nên là chúng ta còn phải xây dựng cái form này dài, chưa xong được đâu. Đẩy code lên nhá, chúng ta lấy về cho nó nhanh. Rồi đấy, các bạn có thể lấy về đi. Sau đó chúng ta chạy thử phát xong một tí nữa chúng ta sẽ update. Nó như thế nào? Xong chưa? Copy paste vào đi.
Tiếp tục nhá, chúng ta ngó xem là cái form của chúng ta bây giờ nó sẽ như thế nào. Refresh này. Bấm vào create. Ôi giời ơi. Admin app http controller admin post not found. Chứng tỏ là chúng ta thiếu cái ở trong cái post controller chúng ta chưa import, chưa use cái model post vào. Use app sược model sược post như này. Category nữa. Rồi, xong chúng ta có post title và category. Nó phải là con của một thằng category nào đấy đúng không? Cho nên tôi làm không thừa đâu nha. Tiếp theo, chúng ta phải đối chứng, đối chiếu với những cái dữ liệu ở trong cái bảng của chúng ta. Chúng ta mở phần design của phần post ra, của cái bảng post ra. Chúng ta đã thấy ở trong này có rất là nhiều các cái bảng. À, nhiều các cái cột, đầu tiên là title này, short description này, content này, author này, create us này, update us, publish date. Gì? Publish date là ngày ngày sẽ được public ở trên trên ở phía trang client ấy. Get ID này. Và chúng ta có thêm cái field image nữa đúng không? Để tôi reload lại cái DB này, không nó lại không cập nhật được. Design table này. Đây image đây rồi. Thì chúng ta phải hiểu đã, hiểu sơ sơ về những cái field này đã, vì sao thiết kế như thế này. Đầu tiên là cái title thì là tên bài viết thì không vấn đề gì rồi đúng không? ID là để đại diện cho một bài viết nào đấy. Short description ấy, biết nó là cái gì không? Biết là gì không? Đọc báo rồi chưa? Lâu vậy. Đây này. Nó chính là cái phần này. Phần này hoặc là nó chính là cái phần này. Thấy chưa? Phần chữ được bôi đen ở phía trên này. Đó. Sao? Sau đó là phần content sẽ được tổng hợp ở phía dưới. Phần content này nó chứa rất là nhiều thông tin. Thì chúng ta sẽ có thể là có cái phần content nó sẽ là dạng text. Nó rất chứa được rất là nhiều dữ liệu ở phía dưới. Author là tên tác giả. Tên tác giả thì ví dụ như ở đây nó hay có này, tôi không nhớ lắm. Nhưng mà ở chỗ nào đấy nó hay có cái tên tác giả viết bài. Tôi thì cứ ném vào đấy cũng không thừa đâu, chắc không thừa đâu. Quan tâm chia sẻ cái vẹo gì đây. Đây, theo Đỗ Anh, tổng hợp khám phá này. Đấy. Thì đây là tên tác giả, chúng ta cũng phải viết vào. Rồi. Tiếp theo nữa. Đó là cái publish date. Publish date thì ví dụ như trong hệ thống của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ có những cái bài viết mà chúng ta chưa hiển thị ra ngoài màn hình đâu. Cứ viết sẵn đấy. Ví dụ người ta viết nháp hoặc là chưa đến thời điểm để public, ví dụ như kiểu là những cái bài viết về các cái Google I/O chẳng hạn đúng không, thì có thể chúng ta có những cái thông tin về những cái sản phẩm của Google trước đấy rồi, nhưng mà đợi sau khi Google nó tổ chức cái sự kiện Google I/O đấy thì người ta mới đẩy nó ra ngoài để cho người ta nhìn đọc bài, thì cái lượng view nó sẽ tăng rất là cao đúng không. Thì chúng ta phải set trước đấy là cái publish date một ngày nào đấy trong tương lai thì chúng ta mới bắt đầu là public nó ra, chứ không phải cứ viết xong đẩy lên là ra được ngay. Đấy là cái publish date. Tiếp theo là cái get ID. Thì là get ID nó sẽ làm cái việc này này. Ví dụ các bạn vào cái trang 24 giờ này, các bạn bấm vào thể thao một cái. Đây các bạn nhìn thấy toàn bài viết đúng không? Thì là tất cả những cái bài viết này nó đều thuộc vào cái chuyên mục thể thao, cái danh mục thể thao. Thì sau này chúng ta cũng có thể giúp người dùng trong cái việc là bấm vào một cái danh mục nào đấy, có thể lấy được ra tất cả các cái bài viết thuộc về cái danh mục đấy, giúp người ta khoanh vùng được lượng bài viết dễ dàng hơn. Tiếp theo là cái image. Image nó chính là cái này này. Đây là cái image này. Cái ảnh đại diện này. Ảnh đại diện phía ngoài này.
Được chưa? Và khi vào trong này, những cái ảnh hoặc những cái video, những cái này nó lại khác. Những cái này nó không phải là ảnh đại diện phía ngoài đâu nhá. Cái ảnh này chúng ta sẽ là up lên vào ở trong cái thời gian chúng ta viết nội dung bài viết cái content, thì chúng ta sẽ có công cụ để up ảnh lên trên đấy và chỉnh sửa ảnh trên đấy luôn. Được chưa? Thì đấy là tôi thiết kế cái bảng này, đây là vẫn là thuộc dạng là bảng basic thôi. Chứ chưa có gì gọi là detail đâu, vẫn còn nhiều thứ cần phải làm lắm với cái thằng này. Được chưa nhỉ? Đấy là cái sơ về cái thiết kế cái bảng post. Bây giờ chúng ta thiết kế tiếp cái giao diện để thêm dữ liệu cho nó. Đầu tiên là thằng short description, chúng ta làm nào. Mở cái form ra. Chúng ta sẽ có cái phần một cái thẻ div class là bằng form control và form group. Ở trong này chúng ta có phần là mô tả ngắn, label là short DSC, là mô tả ngắn. Tiếng Anh mình dùng tiếng Anh tiếng Việt nhỉ? Tiếng Anh à? Short description. Rồi. Xong chúng ta sẽ có không điền input nữa nha. Bây giờ chúng ta không chơi với input nữa, chúng ta chơi với text area. Text area có name là bằng short description và ID cũng bằng short description luôn. Con row tôi không quan tâm, tí nữa tôi sẽ có cách xử lý khác. Ngoài ra cái thằng short description này chúng ta sẽ có cái nội dung cho nó, thì chúng ta sẽ echo ra đây. Echo ra đây là cái model trỏ đến short description như này. Cái cách hiển thị sẵn dữ liệu ở trong cái text area nó hơi khác so với cái input nhé. Input thì có cái thuộc tính value, còn với text area các bạn tương thẳng vào trong phía trong này. Tiếp theo duplicate thằng này lên, chúng ta sẽ có phần content. Chưa? Này cũng khổ hơn ngày xưa chép văn mẫu nhảy. Hả? Tôi ngày xưa tôi cũng không học được văn mẫu, nên là tôi toàn bị điểm thấp.
không nhá. Rồi tiếp tục, chúng ta còn mấy field nữa? Image đúng không? Chúng ta sẽ thường thường để cái image đấy ở phía trên của thằng này, thì chúng ta lại có một cái div có class là bằng form group. Form group chúng ta sẽ có label, lại label thôi, lại label. Label đây là image. Phương Nguyễn. Image này, còn cái đoạn này thì dẹp đi, dẹp take area đi. Chúng ta có input type bằng file, name bằng image, value bằng không có. Input type bằng file thì đừng có mà nhét cái value vào đây làm gì nhá, ăn đập đấy. Có class là bằng form group và form control. Thằng này không có cái vẹo gì đâu để mà chúng ta tương value vào. Value của nó là đường dẫn đến ảnh, cho nên là chúng ta sẽ để tí nữa chúng ta sẽ set up cái việc là hiển thị ảnh một chỗ khác chứ không tương vào đây. Và ở phía dưới cái image này thì tôi sẽ tiến hành là nhét vào đây cái tác giả. Author. Type bằng text, name bằng author. Đó là form control. Ở đây thì chúng ta vẫn có value như bình thường. Model cho đến author. Có nhập. Author. À đóng bạc. Gì nhỉ? À có author. Xếp xuống. Rồi bây giờ ngó qua cái giao diện của chúng ta xem nó tổng đến mức nào. Cũng không đến nỗi nhé. Chosen category này, post title này. Mấy nữa chúng ta còn update thêm cơ. Chưa xong đâu. Rồi bây giờ update tiếp nhá. Tôi đẩy tạm code lên để các bạn theo kịp này. Đề phòng các bạn bị chậm quá không chạy được theo. Ở trong này thì tôi đã tiến hành, ở trong tôi coi thằng admin.blade đây rồi. CK editor. Đây rồi, tôi có CK editor này. UGS này, rồi ok. Chờ một chút, chúng ta đã có cái thư viện CK Editor thì giới thiệu qua các bạn biết thêm một cái thần làm thằng này nữa. Bạn search cho tôi chữ CK Editor. Chúng ta có nhiều cái loại editor lắm, nhưng mà chúng ta tạm thời dùng cái CK Editor để về tìm thêm những cái thằng khác. Đây là CK Editor, nó chính là cái này. Nhìn nó quen không? Đứa nào quen? Ai đấy? Đó. Cái này á, nó chẳng qua nó là một cái công cụ để giúp chúng ta format lại text hoặc là upload ảnh lên trên lên trong bài viết của mình thôi. Nó giống như cái tác dụng của cái Word ấy, Microsoft Word ấy, giúp chúng ta là ví dụ như kiểu là đổi màu chữ này, rồi cho chữ to chữ nhỏ này, đấy, style này, chuyển sang marker này, chữ to chữ nghiêng chữ gạch ngang, số 1 số 2 gì đấy, lùi ra lùi vào, được chưa? Đấy, chèn link ABC IZ các thứ các kiểu tương vào đây, được chưa? Đấy là cái tác dụng của CK Editor.
Nhưng mà thực ra cái này nó đơn giản, cái nó là chẳng qua nó là giúp chúng ta nhìn cho cái người edit ấy, người ta nhìn thấy cái này nó giống như kiểu là viết Word cho nó dễ. Chứ thực ra tất cả mọi thứ này đều sinh ra sau khi lưu vào cơ sở dữ liệu, nó đều giống hệt như là code HTML và inline style luôn. Đấy, cái nguyên bản của nó là thế chứ nó không có cái gì gọi là cao siêu cả. Được chưa? Thì chúng ta dùng nó như thế nào? Hình như thằng này, để tôi xem cái pricing của nó có đắt không? Úi giời ơi, 99 đô. Nghỉ. Không, thằng nào cũng đắt mà. 799 đô còn có nữa này. Đây, không sao. Nhưng mà không sao, Việt Nam chúng ta được lợi hơn bọn nước ngoài, chúng ta crack được. Không sao. Thôi dẹp, cái đấy chưa ăn thua. Rồi, chúng ta xem có ngó xem là cái cách dùng như nào. Tôi lâu lắm rồi tôi cũng chả dùng. Chính lên đây mò đi chính. Đây CK Editor 3 tutorial. Rồi. Đây. Chờ tôi chút nhá, để tôi ngó xem là nó sẽ dùng như nào. Tôi xem lại cái code cũ đi. Mình lười xem lắm. 1610 này, 1610 LRV này. Research này. View này. Admin này. Post này. Form này. Đây rồi. Copy ngay cái đoạn này xuống. Copy. Rồi chúng ta vào trong phần form blade. Chúng ta end cái section này xong. Về xuống dưới này. Thì chúng ta sẽ có cái phần cái gì general slug cái gì đây. Hình như nhầm công ạ. Hình như có cái gì đấy không đúng. Document ready general slug này, cái này cũng phải rồi. Không phải, nhầm hàng. Để coi nào. Layout admin. Hy vọng nó ở dưới này. Ở đâu nhỉ? Chỗ nào nhỉ? Đây rồi, đây. Script. Đây rồi. Thôi dẹp cái này đi. Chúng ta chưa động đến nó. Cần phải bỏ qua. Chúng ta tương vào đây cái là CK Editor Short Description Content. Ở đây chúng ta xem nó sẽ dựa vào cái ID ấy. Wow. Đây là cái trang nào vậy? Copy trên rồi paste xuống dưới. Nó cần. Đâu nhỉ? Đây rồi. Rồi, CK Editor Short Description thì chúng ta muốn cho thằng Short Description này được có CK Editor, chúng ta copy cái này, paste vào đây. Content thì copy cái name content, paste vào đây. Xong, test thử cái. Đấy. Được chưa? Thì chả hai cái. Short description nó vẫn phải in đậm in nghiêng cái thứ các kiểu mà. Ai bảo là không có. Nhạc quê. Chẳng biết gì. Được chưa? Đấy thì chúng ta sẽ có order này, image, các thứ các kiểu tường vào đây. Thì các bạn bởi vì do cái theme này tôi đã custom từ hồi dạy lớp 1610 rồi. Cho nên là bây giờ các bạn dùng lại thôi.
Còn sau này khi các bạn muốn dùng thêm những cái editor khác thì các bạn lại tìm kiếm mà tìm cách crack các thứ các kiểu. Ví dụ như ở đây đã crack, thì như tôi nhớ không nhầm thì đã crack cả cái image này rồi thì phải. Đây này, copy được cái ảnh tương lên này. Thấy không? Nhét được cả cái ảnh của mình vào này. Thì có thể là còn có cả làm tươi. Tải một cái ảnh lên này, chúng ta có thể chọn một cái ảnh, ví dụ như kiểu là tôi ra ngoài desktop ở đâu. Trong này không có ảnh nhỉ? Tôi chẳng có cái ảnh nào cả. Ở đây image đây rồi. Đây cái hồ tiêu. Cái xoài nhá. Đấy, xoài lên này, chọn cái xoài này. Đồng ý để nhét vào bài viết luôn. Kinh không? Có thấy xịn không? Bởi vì á, khi mà các bạn viết cái này ra này thì nó sẽ là áp thẳng lên trên cái thư mục của chúng ta luôn. Ví dụ như này. Đây là ảnh quả xoài đúng không? Đây. Nó sẽ lên ở trong cái thư mục public. Để tôi coi xem nó vứt ở đâu ấy. Không, Finder. Image. Đây cái ăn quả đây. Up luôn rồi. Up luôn. Up luôn mà. Up thẳng lên mà. Tôi thêm cái nữa nhá. Xóa cái này đi. Tất nhiên các bạn còn phải tìm hiểu nhiều. Chứ cái này nó chỉ đâu cái ảnh cũng nhờ đây. Cái ảnh đây này. Duyệt thêm cái ảnh nữa nhá. Tải cái nữa này. Bây giờ cây kê. Cây lúa. Cây ngô đi. Ok. Đây cây ngô nhá. Đây này. Đấy thấy cây ngô. Đây này. Tôi thích gọi là cây. Thì không lừa thì làm ra sao có tiền được. Được chưa? Đây là cái CK editor của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể xài được. À, là sao? Đây á. Tí nữa. Không thích. Tí nữa. Tí nữa phải thử. Đã xếp đâu. Xếp xong tự khắc nó ra. Ô thằng này muốn tạo phản à? Vi diệu đấy gì? Chẳng qua nó mở một cái đường dẫn để dùng JavaScript đẩy ảnh lên trên thẳng trong thư mục cái thôi mà có gì đâu. Nó vẫn phải code bằng PHP mà. Cái mà chọn ảnh ấy, cái mà duyệt máy chủ vừa rồi ấy, nó tên là CK Finder. Ngày xưa bọn tôi dùng CK Editor cái ngày cách đây khoảng 3 năm ấy. Thì là cái CK Finder CK Editor thì là miễn phí. CK Editor là miễn phí, nhưng mà CK Finder nó lại thu phí. Cho nên là các ông ấy cay, mấy ông Việt Nam cay là đi crack. Nó có mỗi khi mà cài CK Finder ấy thì phải cài thêm một cái đoạn code của bọn CK Editor nó cung cấp ra khi mà mua ấy, nhét vào đấy. Thì khi mà mình dùng JS ấy thì nó sẽ gửi verify cái code đấy bằng cách nó gửi request lên trên trang của bọn CK Editor. Nhưng mà các ông ấy chặn bố luôn. Sửa lại code chặn nó luôn và luôn return true. Cho nên là nó chạy được. Crack dễ mà. Gì đâu. Còn bây giờ ấy, theo xu hướng bây giờ ấy thì cái CK Editor này của chúng ta đã là bản cổ lắm rồi. Bản này là bản cũ lắm rồi. Xấu mà. Đây này, CK Editor của chúng nó bây giờ ngon lắm. Đây này. CK Editor, CK Finder này. Thì nó nhìn đẹp lắm. Đây này, nhìn nó sáng sủa hơn nhiều. Đâu phần demo đâu nhỉ? Không, đây là ảnh. Chẳng biết gì. Đây này. À, đây là pricing. Đây này. Nhìn nó tử tế hơn tí đúng không? Nhưng mà hầu hết thì mọi người, bọn tôi thì hay thích dùng cái này. TinyMCE.
Đây. Thằng này á, có nhìn thấy free trial không? Đây à, chỗ này tử tế hơn tí. Cũng có chọn này, chọn lên các thứ các kiểu. Đấy, xịn hơn nhá. Template này. Đấy, ảnh liếc, chọn file, chọn các thứ các kiểu. Mỗi tôi không free thôi. Đấy, cancel. Tất nhiên là vẫn có thể tích hợp cái thằng, chúng ta vẫn có bản free cho thằng này. Nhưng mà phải tích hợp thêm một thằng free về quản lý file nữa, upload nữa thì mới dùng được. Cách làm thì hơi lằng nhằng tí, các bạn có thể thử. Thật, có thể thử. Rồi, xong. Xong chưa? Tôi update code nhá. Thôi bỏ mấy cái cây ăn quả, cái chuối, cái ngô đi. Sao lắm ngô nhỉ? Thôi, để hết lên. Kệ công. Có đứa nào mua ngô không? Nhà tư bản. Tất nhiên là nói phép rồi. Rồi đấy, đẩy cô lên rồi đấy. Các bạn ngó qua cái form đi. Hả? Ừ, thì nó cũng dễ mà, có gì đâu. Không nhớ, test chưa? Bảo châm nó phát 3G nhưng mà đúng. Trông mặt vẫn không hiểu gì. Rồi tiếp tục chúng ta save xuống nhá. Bây giờ lấy hết cái dữ liệu này rồi chúng ta phin, chúng ta save xuống dưới cơ sở dữ liệu thôi. Thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên là phải sửa cái này thành post save đúng không? Nhưng mà chúng ta làm gì có cái post save nào, root post save nào đâu, đúng không? Phải tạo ra cái một cái đã, sau đó mới đổi sau. Thì vào round admin này. Đây chúng ta có cái get save. Get save, chúng ta đi copy của nó. Copy, vứt xuống phía dưới thành post save. Rồi xong. Ngoài ra chúng ta chuẩn bị sửa luôn cái post controller và tạo hàm save ở trong controller. Bây giờ mọi thứ nó lặp lại cứ tuần hoàn vậy, có màn hình nó bắt đầu là thêm sửa xóa, đẩy lên một cái
một cái route đẩy với controller đẩy xuống repository, save xong bắt đầu là lại redirect thế xong. Đấy, học web đến giờ là các bạn đủ khả năng đi làm khi mà nắm được cái MVC mỗi thế, làm đi làm lại bao nhiêu năm vẫn thế. Xong chưa? Đâu thế? Thằng Linh nhìn mặt nó sát thủ rồi. Ông định làm gì? Tí nữa tôi không đi trà đá với ông đâu. Không nhớ. Xong nhá. Tiếp nhá. Rồi, bây giờ post copy tiếp cái hàm save ở trong category tương vào trong hàm tương vào trong post controller. Category này nó sẽ có một cái hàm là hàm save. Đây rồi, hàm save. Copy cái này paste vào trong đây. Đó, save. Thì chúng ta sẽ cũng phải có request cho nó chứ không phải là nhét vào để chơi. Thì chúng ta tạo ra một cái post, một cái cắt post, save post request, thì tiến hành php artisan make request là save post request rồi châm trong post, trong save post request thì viết cái gì hả? Này thằng Chu này, Chu iPhone, Chu, rồi trong này viết cái gì? Zip,
get name. Tiếp. Đấy. Mỗi thế này thôi à? Title chung nhau sao? Unique rồi mày chết. Tí nữa sẽ biết là nó lợi hại như nào. Tiếp đi. Hết chưa? Hết chưa? Chưa, tiếp. Chưa thì đọc tiếp. Gì nữa? Hết. Author thì trùng thoải mái, chả sao. Thì nó bằng default mà chả nhẽ không validate được. À, mình ở trong form này tôi còn thiếu một field nữa. Publish day. Còn thiếu một field nữa. Thôi, tí nữa validate xong. Tí nữa làm validate xong. Bây giờ nhét mấy thằng này vào đây. Tiếp đi, có mỗi hai cái thôi à? Validate cái gì ở đấy? Ở the short description. Rồi, xong. Cái gì? Content cũng không để trống. Một rổ. Thậm chí là khó nữa hả? Tôi không biết. Rồi, ok, tạm thời vứt đấy. Chưa động lên thằng pha. Rồi chúng ta có post controller thì chúng ta ở trên này chúng ta sẽ có thêm là cái use HTTP request, save post request ở đây. Copy cái này. Save post request nha. Sau đó tương cái này vào trong cái đoạn save này. Chúng ta sẽ gọi đến post repository cho đến hàm save. Cho đến hàm save. Đoạn xong đi. Tôi cần xem lại cái save post request không? Đây nó cũng chẳng có gì cả. Hả? À? Ok. Được chưa? Tiếp tục nhá. Chúng ta có cái get repository có hàm là hàm save đúng không? Copy luôn cái thằng này vứt sang bên kia. Vứt cái này sang bên post repository. Chúng ta cũng có hàm save là request trỏ đến. Cũng begin transaction model bằng new post và fin request on trỏ đến save commit các thứ các kiểu lưu xuống. Còn lại là giống hệt nhau. Sửa mỗi cái post này, sửa mỗi cái category này thành post thôi. Hết rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một cái phần là phần ở trong thằng post này giống như ở trong cái get. Get thì chúng ta có phần là finable đúng không? Thì ở trong post này chúng ta hiện tại chưa có. Chúng ta tiến hành là finable nó vào. Public finable. Finable. Chúng ta sẽ có là title, có get ID, có thêm là short description,
content file thì chúng ta tạm thời không ném vào đây, content và author. Pinable nhét nó vào. Để tương giá trị và cho thằng thằng đối tượng mới của chúng ta. Được chưa? Rồi, tiếp theo quay trở lại cái post repository. Chúng ta sẽ có là sao lại new post của chưa có update à, trong này không có update à, chờ chút nha, chờ tôi một chút. If rq trỏ đến a request trỏ đến id bằng null thì model bằng new post. Không sao, else model nó sẽ bằng post hai chấm hai chấm file, file ra cái request trỏ đến id này, sau đó là fill dữ liệu vào rồi mới save, sau đó là commit dữ liệu. Chắc là bên kết tôi chưa làm update hay sao? Làm gì nhỉ? Rồi á. Không nhớ lắm. Thế chắc là thiếu. Đây là cái hàm save. Chẳng biết là làm chưa, để tí nữa tôi check lại sau. Được chưa? Rồi chúng ta test luôn. Rồi ở đây là T3H test insert post category là Alice. Image không có đây là thiện TH Lorem spam XYZ gì đấy, tôi bôi đen nó lên. Xong ở trong content này thì tôi sẽ đi copy vài cái đoạn text đi. Copy text ở đây. Tôi paste xuống. Ở giữa thì tôi nhét thêm một cái ảnh nữa. Chí. Đồng ý. Cái này được. Không biết nó có căn giữa không nhỉ? Không căn giữa được. Ok, kệ nó đi. Để tạm thế. Submit lên. Không báo lỗi gì luôn. What the hell? Tại sao lại không báo lỗi gì? Để coi nào. Chúng ta sẽ quay trở lại với cái form blade này. Lỗi chắc là không phải của thằng title. First title này. Im
submit không có author. Rồi. Để tôi bật cái này ra. Author. Rồi. Short description. Xem hiển thị lỗi đâu nhé. Content. Hết rồi. Đẩy lên, à đẩy lên kết save. Chết được không? Post. Reload lại. Post create này. Copy cái mới này đi. Copy về tới đây. Nhấp lên một cái xem. Pass error. Expect. Save pod request dòng 30. Dòng 30 save pod request dòng 30. Dòng 30. Ở đây thiếu cái dấu phẩy. Valid rule unique require at least one parameter. Tôi tạm thời bỏ qua cái unique này đi, tí tôi sẽ chữa cho các bạn. Error, lỗi gì không biết, chỉ biết là lỗi thôi, không biết lỗi gì. Làm save rồi. Log, chúng ta vào log xem là lỗi gì. Storage này, app này, log này. Nay là ngày 4 tháng 8 đúng không? Gì đây? Có lỗi đếch gì đâu. Đây. Field created by doesn't have a default. À. Thằng này chúng ta có cái field là created by và updated by. Created by. Rồi ok, hiểu rồi. Chúng ta sẽ có thêm phần này nữa. Đó là sau khi fill xong thì chúng ta sẽ có model created gạch dưới by, nó sẽ bằng auth --user đóng mở ngoặc trỏ đến ID. Chúng ta sẽ có thêm cái thằng Faircate auth nữa ở trong này. Created by nó là đánh dấu cho người nào là người tạo ra cái bài viết đấy. Chờ tôi một chút. Copy này. Post repository về xuống đây. Thì chúng ta sẽ dùng được thằng auth kia. Và chúng ta có luôn thêm một cái nữa là nếu mà model ở đây thì chúng ta move cái thằng này lên. Model created by, còn nếu mà model còn lại thì created by sẽ bằng user ID. Đây là updated by. Rồi, để tôi coi lại. Created by này. Có updated by không? Updated at, created at. Quái mà mình lại thiếu được cái thằng updated by này. Thiếu đấy, sorry các bạn nhé. Để mấy nữa tôi sẽ nhét vào sau. Để tạm đây. Test lại. Quách lại. Gửi đi. Rồi. Đây là về category. Chúng ta sẽ về post. Tôi chưa đổi link thôi. Chúng ta sẽ xuống trang cuối cùng. MU lập cú đúp 150 triệu bảng. Morata đến trong 48 giờ thuộc Alice. Thế là chúng ta lưu dữ liệu rồi.
thì chúng ta có thể coi nó ở trong cái phần post này, chúng ta kéo xuống tít dưới cùng. Đây là trang số, trang cuối cùng này. Không, không phải, chưa lốt lại. Ở đây không? Mô lập cú đúp 100 triệu bảng này. Strong này, P đúng không? Inter cái gì H3 này, thiện TH này đúng không? Chúng ta có ngày tháng năm này. Chúng ta có người tạo created by là người ID số 1 này. Kết ID bằng 29 này. Có cái tag mặc định của cái image là cái tag này. Chúng ta chưa upload ảnh mà, cho nên nó sẽ để như này. Được chưa? Thì đấy là cách chúng ta tạo ra dữ liệu. Thì ở đây tôi sẽ tiến hành là đẩy ngược cái thằng này về post lead. Post lead. Xong. Tạo thêm cái nữa nhá. Create nữa này. Đi copy một cái. Đây là ví dụ như VN Express. VN Express.net này. Đây. Đây là draw này. Author là toàn LB này. Mưa lớn cái gì gì đấy. Rồi, chúng ta sẽ có thêm nội dung content ở đây. Thì các bạn copy hết được. Nó đi theo hết. Copy luôn. Được rồi, theo các cái ảnh này. Nhưng mà ảnh này nó là ảnh ở bên VN Express chứ không phải ảnh của chúng ta, không lên server của chúng ta. Submit xong. Chúng ta xuống trang cuối cùng. Còn 11 người dân Mù Căng Chải mất tích sau lũ ống. Được chưa? Đây là việc chúng ta xếp dữ liệu xuống. Còn chút nữa tôi sẽ check, tôi sẽ hướng dẫn các bạn upload file. Đây, 11 người dân Mù Căng Chải. Các thứ các kiểu. Được chưa nhỉ? Đẩy cốt lên nhá. Rồi các bạn ngó qua đi. Chúng ta còn có nốt phần upload ảnh nữa. Chúng ta sẽ xong tạm thời xong. Tạm thời xong bài ngày hôm nay.
Nữa là bọn này nó có một cái hàm pass file name.
Image. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ dựa vào tôi mới test thử đó, chưa check. Thì có gì khó khi là buổi sau tôi sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Thì là cái logic upfile như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ dựa vào, phụ thuộc vào cái form. Đây, cái form blade này. Ở trong này chúng ta sẽ có một cái image đúng không? Type bằng file, name bằng image. Được chưa? Nhớ cái name đấy nhá. Sau đó ở trong cái đoạn save xuống ấy, cái đoạn post repository ấy, chúng ta sẽ có là kiểm tra xem, trước khi save ấy, chúng ta kiểm tra xem là cái image này nó đã có, nó có gửi file lên không. Được chưa? Thì lưu ý cho tôi, để xét được cái image này thì chúng ta cần phải làm cái việc sau này. Vào cái post này chúng ta là phải thêm cái là image vào đây cho tôi. Như này. Thì nó mới lưu được. Được chưa? Sau đó vào quay lại thì chúng ta sẽ có là has file image. Trong trường hợp nó có file image được gửi lên thì chúng ta mới làm việc sau. Chúng ta tạo ra một cái file name, tạo một cái biến file name bằng unique ID. Tức là nó sinh ra một cái chuỗi không bao giờ bị trùng nhau. Đây là một cái hàm cơ bản của PHP, được chưa? Sau đó cộng với request trỏ đến image, trỏ đến extension, là chúng ta cộng với cái đuôi của file gửi lên. Ví dụ như file của tôi là file jpeg, nó trả ra cái string là jpeg. File png nó trả ra cái đuôi là png. Cho nên là tôi phải cộng thêm một cái dấu chấm ở đằng trước để sinh ra cái đuôi file. Sau đó chúng ta có request trỏ đến image, trỏ đến stores, upload đúng không? Upload thì chúng ta sẽ có là file name upload. Đây là nó sẽ lưu vào đây này. Nó sẽ lưu vào trong cái thư mục là storage này. App. Tôi nhớ không nhầm thì làm vào app upload và sược đến cái file của chúng ta. Sau đó nó hả? Sẽ có cách lưu ở public. Được chưa? Không phải lo cái vấn đề đấy. Buổi sau tôi sẽ hướng dẫn cả hai cách. Thì chúng ta sau khi là lưu cái ảnh xong, chúng ta sẽ gán lại cái model trỏ đến cái image, tức là cái field image kia nó sẽ bằng cái đường dẫn storage path của cái thư mục upload sược đến tên file của chúng ta. Sau đó chúng ta mới tiến hành là save cái model xuống. Được chưa nhỉ? Cái này tôi cũng chưa check kỹ. Thì để buổi sau tôi sẽ hướng dẫn thêm các bạn nhé. Thì buổi này chúng ta dừng lại ở cái việc là chúng ta làm việc với bài viết, từ việc là lấy dữ liệu ra này, phân trang này, và tiến hành là tạo mới dữ liệu. Xóa rồi đúng không? Xóa rồi. Thì buổi sau chúng ta sẽ làm sâu hơn về cái phần validate, về đặc biệt là cái unique và cái upload file. Chúng ta chỉ chấp nhận một vài cái loại đuôi file thôi. Nếu mà chúng ta cứ để đuôi file như thế này, chúng ta chấp nhận tất cả các loại đuôi file, kể cả nó up cái file Excel lên cũng nhận. Được chưa? Cho nên là chúng ta phải sử dụng cái request kia để chặn lại những cái file mà chúng ta không chấp nhận, thì chúng ta sẽ chặn nó lại. Thế chứ nhỉ? Và buổi sau chúng ta sẽ hoàn thành nốt cái phần update và sẽ bắt đầu chuyển sang một phần nữa, đó là về URL của bài viết và của danh mục. Thì bài sau chúng ta sẽ làm. Đây này, nó là cái này này. Các bạn nhìn này, tin tức thuộc sở thế giới thuộc tư liệu này. Làm sao nó biết được cái này là trỏ vào cái bài viết của ID là bao nhiêu? Hình dung không? Thì chúng ta sẽ phải làm cái việc này. Chỗ nào là bài viết, chỗ nào là danh mục,
chẳng hạn như thế này, đấy thế giới quân sự này, nó sẽ ra danh sách bài viết, thì mỗi cái phần ở phía client này nó sẽ phải detect và hiển thị ra một cái view khác nhau. Chúng ta sẽ làm cái việc đấy. Rồi, ok. Này